bắt chúng cô. Ôi khỏe lên sửa ơi. Ôi thua rồi. Cô lên giáng lâm xuân giáng ơi. Ôi thua rồi. Bây giờ thì người ban tổ chức sẽ trao giải cho đội thắng. Con nhưng không có tiền nhảy ban tổ chức 200 nữa. Đấy sẽ là 100 cho đội thắng nha. Ờ, thế thì đội mình xin phép đội bên kia mình nhận tiền nhá. Bắt tay. Ôi, nhạc quên bắt tay được. Có sự xin kính chào quý em bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu được xin được mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực nhận được một cuộc hẹn của anh chị Quyền Hiền TV với lại bạn Trình là cùng các em đi xuống để đưa các em đi làm một cái lễ ngày mùng 2 tháng 9 cô bác ạ. Nhưng Hải với Sử thì có biết là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày lễ không? Không biết đâu à. Đấy, các em thì chưa biết là ngày mùng 2 tháng 9 là ngày lễ của bác. Thành ra là hôm nay sẽ được là cháu Lực với lại anh chị Quyền Hiền, mẹ bạn Trình nữa để đưa các em đi có một cái ngày nghỉ lễ. Và thưa các bác, ở đây là cái cầu mà gọi là cầu cao nhất ở huyện Xín Mần này các bác này. Đấy. Như Hải với Sử thì bây giờ nhìn cái cầu nhìn đi xuống ấy có hoa mắt không? Có. Đấy, cái cầu này thì được xây dựng là 3 năm của bác thì rất là cao. Ở dưới thì có một cái đập thủy điện nữa. Đấy, vừa nãy thì hai anh em di chuyển từ ba anh em là di chuyển từ trên nhà xuống, rồi thì hai anh em tự là đi xe của các em, cháu Lực tự đi là xe của cháu Lực, không có cân ba. Nhưng Hạ Sử đi nhìn xuống cái này, nhìn xuống có sợ không? Hả? À? Có sợ không? Hải đi xuống đây ít hơn nhỉ? Hải đi xuống đây lần thứ hai nhỉ? Đấy, ngắm đường một lúc nữa thì là anh em mình sẽ lên trên nhà anh chị Quyền Hiền nhá. Đấy. Buổi sáng thì khí hậu nó rất là mát cô bác, thành ra là không có oi lắm, đến tầm buổi chiều thì rất là nắng luôn. Ở bên kia là một cái xá khác mà xá kia thì gọi là gần bên dưới cô bác, rất là cao luôn. Ồ, đây là chú à? Anh à, từ trên nhà xuống hay là đâu? À, là cũng ở trên mình hết đúng không? Rồi. Đây, xuống thì cũng gặp được một chú nữa trên quê. Tí là anh đi về luôn à? À, anh đi lấy dầu à? Đấy, mỗi lần từ trên nhà xuống là xuống đến huyện này là tranh thủ là bơm dầu luôn rồi cô bác này. Ấy một tí đi một tí anh em mình đi gọi là đi picnic ấy, thì là đông người lắm ấy hôm nay ấy. Đấy, đi tí đi với anh nhìn đừng có ngại ngùng gì nhá. Đấy, Sử thì đi với anh nhiều lần rồi. Hà đi xuống đây nhìn nhiều xe cộ này, có sợ không? Sợ à? Đấy, đây thì có cả xe con nữa đây này. Đấy, ở trên quê mình thì không có đâu ấy. Đấy. À, còn bây giờ thì anh em mình ngắm đường ngắm cầu một lúc nữa thì anh em mình đi nhờ. Sử thì có vẻ là xuống đây nhiều lần hơn rồi cô bác, thành ra là em ấy không có ngại ngùng gì nữa. Còn em Hải thì chăm chú ngắm cái cầu nữa. Ủa, bây giờ mà đi xuống dưới thì chắc là đi luôn đấy nhở. Rất là cao luôn. Trước kia thì đi qua một cái cầu sắt kia cô bác, cầu sắt kia, nhưng mà bây giờ thì cũng được là nhà nước người ta là làm một cái cầu này. Cái cầu này gọi là cầu cao nhất ở trên này rồi cô bác. Một cái cầu mà rất là có thể nói là độ cao nó rất là cao. Và thường thường thì cái cầu này thì ai từ trên nhà xuống thì cũng phải dừng lại và check in một hai cái kiểu ảnh ở đây. Vậy còn bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng các em là di chuyển lên trên nhà của anh Quyền với lại chị Hiển đó cô bác ạ.
Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt đối với vợ chồng Ngọc Huyền cũng như là đối với tất cả các bạn nhỏ mồ côi ở đây. Ngày hôm nay thì là một ngày hội tụ và có thể nói là một ngày đoàn kết của tất cả các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay có cô Chiêm ở bên Bắc Hà Lào Cai sang bên này để đồng hành cùng với vợ chồng Ngọc Huyền là cố tổ chức một ngày đưa tất cả các bạn nhỏ đi chơi một ngày các bạn ạ. Thì cái địa điểm đi chơi của buổi chiều ngày hôm nay thì anh em cháu sẽ di chuyển lên trên Xuôi Thầu, Xín Mần, Hà Giang. Đi lên trên đấy thì sẽ đi ngắm hoa và đi nướng gà. Lên trên đấy là dùng thầu cho các bạn trẻ chơi. Cô thì khả năng đây các bác ạ. Ngày hôm nay cô còn mua cho các bạn mỗi người một bộ quần áo, mỗi người một cái mũ nữa. Đấy, sao không chiêu nhau. Hai bạn này là nếu mà không có người lớn là đánh nhau suốt các bạn ạ. Thế thì bây giờ thì sẽ nhường cái phần phát quà cho cô, sau đó thì anh em cháu sẽ đưa các bạn nhỏ di chuyển lên trên Xuôi Thầu để đi chơi. Ngày hôm nay là mùng 3 tháng 9, ngày nghỉ lễ, nhưng mà hôm qua là ngày 2 tháng 9 là ngày đúng ngày nghỉ lễ, nhưng mà bị lùi lại một ngày do là công việc ở bên nhà anh Quân đổ mái quá ạ. Cô bây giờ là quần áo thì vừa nãy cô cũng chọn nhà cũng là một túi rồi. Bây giờ là nào quà thì nó sẽ cái quà thì bây giờ phát cho các bạn xong thì cô sẽ để ở đây và buổi chiều quay trở lại thì các bạn sẽ lấy về nhà các bác ạ. Dạ, chiều các con quay lại là quà năm quà về nhá. Quần áo thì sẽ là tứ quần thì lấy các sự lớn nhá. Các con, các bạn có biết là cô tên là gì chưa? Chưa đúng không? Cô tên là cô Chiêm. Cô Chiêm. Nhớ chưa? Ở Bắc Hà. Được chưa? Thế này được đi chơi Bắc Hà ra Tây nha. À, ai đi được đi chơi Bắc Hà? Còn nhớ nhau không? Còn nhớ cô không? Đã từng gặp cô ở bên Bắc Hà rồi. Ai nhớ giơ tay. Các bạn nào nhớ đúng không? Đấy. Rồi. Đây là giới thiệu với các bác một chút ạ. Hoàn cảnh của hai bạn đây là Sử với Hà. Tôi là cha lớn mẹ. Còn đây là Đình Phong với cả con trai cả. Là vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Còn đây là hai bạn này. Đây là Bơm, đây là Yến. Bố mẹ là bố mất mẹ bỏ đi theo mẹ bỏ đi lấy chồng mới. Còn đây là hai bé Huy Khang. Khang bị câm điếc bẩm sinh. Còn Huy thì vẫn bình thường, bố là bỏ đi lấy vợ mới, còn mẹ thì là bỏ đi lấy chồng mới. Còn hai bạn em là bạn em tên là Thị, còn bạn em tên là Sắc. Bố mẹ là vẫn hết được các bạn ạ, đều không còn chỗ nào để nuôi dưỡng. Còn đây là hai bé Tuấn Kiệt, con nuôi của Timmy, là bố bỏ đi lấy vợ mới, mẹ cũng bỏ đi lấy chồng mới. Còn bạn Quân thì chắc là không quá xa lạ với các bác rồi, không thấy kiểu nữa. Còn đây là Hưng với vợ đúng không ạ? Cảnh của hai em là mất. Còn mẹ đi làm thì đã mất. Có nghĩa là tôi đã xa lần này rồi, hai em tự ở nhau. Còn là mấy bạn này là bạn của Quân, ngày hôm nay thì cũng có quà cho nên là sẽ ra đây luôn các bạn ạ. Bây giờ là những phần quà như thế này thì ví dụ như là hai em sẽ được một túi vào một thùng mì tôm không cô? Thì thôi thì bây giờ khác đặc trồng hơi khó thì cứ để như này, xong là chiều các bạn ấy về thì cháu sẽ đưa cho các bạn. Chiều để các bé ra đây nhé. Nào bây giờ các con cảm ơn đến cô nè. Để chú ấn nhìn nhá. Đấy, anh ấn nhìn nhá. 1, 2, 3 là chúng con cảm ơn cô. 1, 2, 3 chúng con cảm ơn cô. Chúng con chúc cô. Chúng con chúc cô. Và gia đình. Và gia đình. Luôn luôn mạnh khỏe. Luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, cô đứng ở giữa để chụp ảnh nhá. Cách học viên của Trung Quyền quá là xa, nhưng mà cô rất là đồng cảm với các hoàn cảnh hiện tại là anh em cháu đang chia sẻ. Không được chơi nhau. Bây giờ là cho cô một tràng vỗ tay để nhận quà nào. Bây giờ là Trung Quyền đi chơi nhá. Chị chỉ lên nha.
là anh em cũng đã di chuyển lên trên xuôi Thầu này để đợi anh Quyền với lại chị Hiển đằng sau một tí cô bác, đợi một số cô bác là đi ô tô sau nữa, và gặp hai bạn là đang đi chơi là đi đâu ấy? Chơi à? Thế năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Được 15 tuổi à? 15 tuổi thì nhà lấy chồng chưa? Chưa. Thế anh cũng chưa có vợ, muốn lấy anh không? Năm nay là vào lớp 10 đúng không? Đấy, đây là những cái bộ mà trang phục truyền thống của người đồng bào dân tộc Mông của bác. Hôm nay thì sẽ là sau ngày mùng 2 tháng 9 thôi, nhưng mà gọi là hậu ngày lễ của bác, cho nên là các bạn vẫn còn là đi ra bên này để chụp ảnh, là ngày mai ngày kia là các bạn ấy đi học rồi. Thế cho anh hỏi em tên gì? Tên Phong à? Hôm nay thì được là 15 tuổi à? Còn em lấy tên gì? Tên danh à? Vâng. Ồ. Nhưng mà cho anh hỏi một tí, cái bộ quần áo này là không phải là cái bộ mà truyền thống của mình đâu đúng không? Vâng. Cái bộ này là mình mua hay là như thế nào? Mua ạ. Mua đúng không? Bộ này thì mua bao tiền? 600. 600.000 à? Vâng. Ôi, đây có bác đính những cái hạt à, hạt đây là hạt là như kiểu hạt ngọc ấy, nhưng mà nó bằng nhựa quá anh nhá, chứ không phải là bằng ngọc trai này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Hôm nay anh chúc các em đi chơi vui vẻ nhá. Vâng. Đấy. Rồi bạn Trình thì đang ở phía bên kia có bác, đang đợi mấy anh em một chút nữa. Vừa rồi thì gặp hai bạn gái rất là xinh đẹp. Một tí nữa ở đây thì còn có rất là nhiều bạn nữa. Đấy, ở đây thì cũng đã những cái phần lúa nương này cô bác này cũng được bà con trồng là đến bây giờ hoa nở hoa mà tí rất là thơm luôn. Chỉ cần là đi qua là đã ngửi thấy cái mùi lúa nương rồi. Đây là mấy em cùng trong team của bác đợi anh Kiên thì nhá. Tôi xin chào tất cả các bác ở trên kênh của bạn Lực. Hôm nay thì cũng là một ngày gọi là phải nói là hai anh em mình gác lại những cái chuyện mà đi tới những hoàn cảnh. Và hôm nay thì ngày mà đưa mà các bạn các em đấy đi gọi là dã ngoại picnic một hôm các bác. Rất là mong các bác sẽ theo dõi hết cái video ạ. Hay bây vừa nãy là đi ô tô à? Hay bây giờ thì mấy anh em đã đến xuôi Thầu này các bác này. Đây là những cái cành hoa mà tam giác mạch ở trên vùng cao này là đến mùa người ta trồng. Còn đi ra bên này, sữa nhá đấy sữa. Anh em mình ra bên này. Đấy. Còn bên này là được các cô chú ở đây là cho thuê những cái bộ váy mông này. Có bộ áo con trai không cô? Con trai là bộ nào? Không mang đi á? Ôi. Đấy, những cái bộ mà váy mông truyền thống dân tộc ở trên người đồng bào người Mông cô bác rất là đẹp luôn. Cái bộ này thì rơi vào tầm bao tiền được chị? 3 triệu 4 triệu à? Thế một lần thuê này thì mình cho người ta thuê là bao tiền? 50.000 à? Ồ. Từ hôm qua đến giờ thì có đông khách không chị? Hôm qua có nhưng mà hôm nay ít rồi. À, hôm qua thì nó là ngày ngày 1 tháng 9 nó đông hơn. Hôm nay thì ít hơn rồi. Cho em vào xem một tí được không? Được. Được à? Ở đây thì có hình như là 6-7 bộ thôi chị nhỉ? Ở đây thì bộ nào mà đắt tiền nhất chị? Bộ này là đắt tiền nhất à? À, những cái đường mà hoa văn này các bác này được may hoàn toàn là bằng thủ công, cho nên là những cái đường may nó rất là đẹp. Ở đây là chỉ có được mấy ngày lễ thế này thôi chứ chị? Những ngày thường thì có ai về không? Đấy, có những bộ này màu xanh này, màu trắng không có này các bác, được đính bằng những cái tấm nhựa này rất là lấp lánh luôn.
Thế còn bây giờ thì chắc là anh chị Quyền Hiển cũng lên đến nơi rồi, cùng nhau là cầm đồ lên, xong là một tí nữa sẽ đi nướng một chút đồ cô bác. Hôm nay thì ngày mùng 3 tháng 9 rồi nhưng mà vẫn còn rất là đông khách. Hình như là vào đây là mỗi người là 30.000 thì sao á. Ô Hải đâu rồi nhỉ? Chưa lên à? Hãy nhìn xung quanh thì nhìn khung cảnh thì rất là đẹp luôn cô bác. Những cái đồi núi mà xen kẽ nhau từ thấp lên đến cao. Lên khó anh nhờ. Sự anh sứa sứa hộ anh lấy đồ ra đi. Đông băng gì không ạ? À? Trên núi ở mát anh ạ. Đây bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa quý cô bác là cùng vào ngắm cái vườn hoa ở trên này một chút này cô bác này. Đấy, hôm nay thì có khá là đông người luôn. Đấy, ở đây thì mỗi lần vào là hình như là 30.000 một người hay sao ấy. Đây cháu Lực không biết là cái hoa gì đây, rất là đẹp. Đấy, ở trên kia thì có những cái xích đu này. À vé anh, ok anh. Bao tiền anh nhỉ? 30 à? 30 à? À là mỗi người vào đây là 30.000 à? Ờ à. Ê bây giờ em đợi bạn em nữa cùng vào được không? Được. Hôm nay thì có cả em Quân này cùng với lại tất cả các bạn mà anh chị Quyền Hiển cùng đang chia sẻ. Quân chào quý ông bà một câu một Quân. Con chào các ông các bà. Hay rồi. Đây là các bạn của Quân đúng không? Đấy, hôm nay thì hầu như là tất cả những hoàn cảnh mà anh chị Quyền Hiển chia sẻ này, bạn Trình này cùng với cháu Lực nữa. Thế bây giờ thì đợi một lúc nữa, đợi đông đủ người rồi thì sẽ mới vào trên kia được. Đây, một tí nữa thì anh em, một tí nữa thì cháu Lực sẽ ghi hình lại những cái quá trình mà anh em sẽ tổ chức ăn uống ra như thế nào cùng. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà ra đến đông người thế sao ấy. Hải có sợ không? Không sợ đâu à? Đấy, hôm nay chắc là lần đầu tiên là lên đến đây luôn đúng không? Tí cần tí cẩn thận là để ý bọn anh nhé, chứ không bỏ về trước ấy. Bỏ về trước cho ở đây bơ vơ một mình thì không ai đón Hải nữa đâu. Anh Quyền thì cũng đang bận rộn ghi hình các bác. Mỗi người vào thì sẽ là 30.000, còn trẻ con dưới 6 tuổi thì sẽ không có thu nữa. Đi em gửi hết rồi. Hết rồi đúng không? Em gửi hết rồi chị ạ. Đây, đây là các bạn Giang ấy. Hôm nay em đi trải nghiệm ở đâu? Đây là anh Quyền này cô bác này. Cháu Quyền xin chào cô bác, anh chị ở trên kênh bạn em. Cô bác ngày hôm nay thì anh em cháu có tổ chức một ngày là đưa các bạn nhỏ mồ côi đi lên trên xuôi Thầu. Có đồng hành với anh em cháu là có cô Chiêm ở bên Bắc Hà Lào Cai cũng đồng hành với anh em cháu. Thì hôm nay là các bạn đi trước rồi. Hôm nay anh em mình sẽ cho các bạn đi trải nghiệm, đi chụp ảnh, đi ăn uống, đi nướng gà, nướng vịt. Vâng anh. Hôm nay thì lên trên này gió. Bây giờ anh đi xe xong thì anh lúc nào cần thì alo nhá, thì anh chạy đi xe lên đón nhá. Vâng. Ở đây thì có những cái bộ mà áo bộ váy truyền thống là dân tộc trên vùng cao này cô bác. Bây giờ thì gió đang rất là to cho nên là chắc là cái âm thanh nó sẽ bị hơi ồn tí cô bác. Mong cô bác sẽ thông cảm. Hôm nay là hầu như là mấy anh em sẽ gác lại những cái công việc mà đi tới những hoàn cảnh và lên cùng các hoàn cảnh lên tổ chức ngày mùng 2 tháng 9 này. Đây là hôm nay đi chụp ảnh hay chi? Ai trên đầu thì đội một cái kiểu vương miệng ấy chị nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, ở đây là những cái xích đu mà ở trên vùng cao này cô bác này. Ở đây thì cũng được có các bạn gái đang chụp ảnh như thế này. Thì cháu Lực thử là đi hỏi các bạn một chút. Có vẻ như các chị đang chụp ảnh hơi ngại cho nên là cháu Lực sẽ không có vào nữa. Đây, cái này thì gồm có 1, 2, 3, gần 8 người ngồi cô bác này. Mỗi lần ngồi là được 8 người. Hầu như là mọi người dưới xuôi ai cũng đều lên trên này để
để hóng gió hay là những cái dịp mà nghỉ lễ cô bác. Hay bây giờ thì đây là anh Phong này cô bác này, là một quan cảnh mà anh chị Quyền Hiển đang chia sẻ. Anh ấy thì chắc là cô bác cũng theo dõi anh chị Quyền Hiển TV thì cũng biết hoàn cảnh của anh ấy rồi, nên là cho được sẽ không có nói thêm nữa. Đây bây giờ thì mấy anh em sẽ là nướng ở đây nhá cô bác nhá. Có rất là nhiều các bạn nhỏ luôn. Có vẻ rất là thơm ấy nhờ chị nhờ. Đây bây giờ thì chị Hiển với lại bạn Trình lại thêm một bạn nữa là đang nướng thịt. Để ít thôi, ăn nó để ít thôi. Hôm nay thì đoàn chúng cháu lên thì cũng khá là đông người đấy, chắc là rơi tầm trên 20 người rồi. Bây giờ thì cháu sẽ đưa đi quay một vòng ở trên cái xôi thông này cho tất cả quý cô bác anh chị là cùng biết. Ở trên Xín Mơn Hà Giang có một cái điểm mà du lịch thì cũng gọi là rất là đẹp. Hai em Hải thì đang ngồi chơi cái xích đu một mình, không biết là cùng bạn nào. Ô Hải à, có thích không? Hả? Hải đi xuống ấy chưa? Đi, thế anh em mình đi đi nhỉ. Anh đưa Hải cùng đi một vòng. Anh Sử thì đang cùng các anh là nướng đồ và chế biến đồ trên kia một chút. Hôm nay thì có rất là nhiều các bạn mà thanh niên, cả người lớn nữa lên trên này để vừa là hóng gió vừa là chụp cho mình một cái bức ảnh thật đẹp. Nào anh em mình đi xuống dưới kia nhỉ. Đấy, đi anh em mình đi hết một vòng luôn. Hải thì lần đầu tiên lên đến đây đúng không? Anh trên kia có một cầu thang lên rất là cao này. Anh em mình lên trên thử đi. Anh em mình vào đây thử đi. Những cái khung cảnh ở trên vùng cao của bác, khí hậu rất là tuyệt vời. Đây bây giờ thì đi lên cầu thang kia một vòng nữa đấy. Còn trước mặt cô bác là cái những cái cành hoa mà tam giác mạch ở trên vùng cao này cô bác này. Hầu như là nếu mà cô bác biết đến vùng cao đều biết đến một cái loại hoa mà hoa tam giác mạch. À, bây giờ anh thử trèo lên trên một vòng nữa nào. Đấy, thử Hải đi dám lên không? Hả? Đấy, ui. Đấy, cầu thang này thì rơi vào tầm đâu đó trên 10 mét tí cô bác ạ. Đấy, cháu Lực thì người trên vùng cao thành ra là rất là bạo gan thôi. Dám leo những cái cầu thang này. Đấy, rất là cao, độ đó tầm 10 mét này. Hải thì bé tí ở dưới này luôn. Ở trên cao này thì có thể là nhìn thấy toàn cảnh những cái hoa tam giác mạch. Tam giác mạch này, ở đây thì ghi một chữ theo tiếng Anh là I love you. Hoa tam giác mạch thì chỉ có nở là vào cái mùa này là nhiều thôi. Thêm độ tầm 2 tháng nữa thì là những cánh hoa này nó cũng sẽ bị tàn theo rồi. Ở dưới kia thì cũng được bà con là trồng lúa nương này cô bác này. Hầu như ở cái chỗ này là không có nước để mà trồng làm ruộng bậc thang cô bác, cho nên là bà con là bắt buộc phải gieo những cây lúa nương lên. Đấy, còn mấy anh em hôm nay đang ngồi ở tít góc bên kia này cô bác này, một cái ngôi nhà trên kia đang nướng gà này, đang nướng thịt này. Hôm nay thì có rất là nhiều những hoàn cảnh mà được cháu Lực với lại anh Quyền Hiển TV này, bạn Trình này chia sẻ lên. Ôi, Hải thì cũng lên đây à? Lên đây thử xem nào, cẩn thận nhá.
Đấy, Hải thì lên đây ngồi đây này. Đấy, Hải thì cũng là một cái cậu bé mà rất là bạo gan cô bác. Ngồi đấy mát nhỉ? Vâng. Có muốn lên đây thêm nhiều lần nữa không? Có. Có à? Đấy, hôm nay thì nhà Hải thì phải là tặng các công việc mà đào cái phần nền lại, là để đưa các em đi chơi một chuyến cô bác. Hôm nay thì nhìn thấy có rất là nhiều người không? Có. Đấy, rất là nhiều anh chị này, cả các bác, cả các anh ở dưới xuôi nữa cũng lên trên này. Đấy, ở trên kia là cho thuê những cái bộ váy này, cái bộ váy đồng bào dân tộc Mông này. Không có bộ cho con trai nhỉ, chứ không anh cho Hải với Sử là thử một bộ nhỉ. Có bao giờ nhìn thấy những cái bộ váy này chưa? Rồi. Rồi à? Nhìn thấy ở trên nhà mình hay là ở đâu? Xá thôi. Ở trên xá à? Được nhìn thấy các chị làm mặc đúng không? Cái kia là ở dưới kia thì có một cái thủy điện nữa. Ngồi trên này mát nhỉ? Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là đi lên trên cùng các anh để nướng gà thôi nhỉ. Để nướng đồ thôi, chuẩn bị đồ. Đây, cái thang này còn không được làm bằng sắt đâu, mà làm được bằng gỗ, bằng cây gỗ song mộc này. Đây, vừa rồi thì cháu Lực đi đường này, và bây giờ thì vòng lại đường này một chút. Đi đi, Hải vẫn ngồi đấy à? Cứ thoải mái ngắm cảnh đi nhá. Ở đây thì được bà con trồng, và đến mùa thì được khách du lịch mà lên trên vùng cao để tham quan. Vừa rồi thì em gửi, bây giờ vào có phải gửi nó không? Vừa rồi gửi thôi. Vừa rồi em gửi theo đoàn đây. Đấy, những cánh hoa đủ màu sắc luôn, là rất là đẹp. Đây thì bây giờ nếu mà có một cái flycam mà bay thì nó sẽ đẹp hơn. Thế đây thì đang có đôi anh chị là ra đây chụp ảnh. Ra đây từ lâu chưa anh? Chưa. Chưa à? Ra tí thôi. Ra tí thôi à? Đây là cái bộ mà truyền thống của dân tộc mình à anh? Vâng. Không á? Không. Nhưng mà đây là được anh tự bố mẹ anh làm hay là thuê đây? Thuê à? Vâng. À đây là thuê lên à? Vâng. À cả chị nữa à? Thế thuê một là một bộ như này thì mình bạc thì bao tiền? 50.000. 50. Một bộ 50.000 à? Vâng. Ồ thế anh chị là mất 100.000 à? Vâng. Cái bộ ở trong này là 40. À 140. Vé là anh chị vào là mất bao nhiêu? 20 một người. 20 một người à? Ủa thế bọn em lên 30 một người. Đấy. Thế chúc anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhá. Rồi. Chiến ơi. Chiến. Tán được chị nào chưa? Chiến tán được chị nào chưa? À, đây là Chiến, con trai của anh chị Quyền Hiển này. Chiến đi đâu ấy? Chiến đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Ây da, có vẻ đi tán gái sao thôi. Không được rồi. Mà Ovio. Ovio. Ovio mà. Ovio mà. Ây. Bây giờ thì anh Quyền đang đưa cùng các bạn nhỏ chơi trò nhảy dây. Nào, ô vio, mama, ô vio. 2, 3. Bình tĩnh không? Trước khi vào ăn thì sẽ tổ chức một bài trò chơi cho các em các bạn. Đây là đứng ở đây. Đứng tập trung để anh A Hầu chia đội.
Anh ơi, hôm nay thì ai đội nào mà thắng thì sẽ nhận được phần quà là 50.000. 50.000 ạ. Con ông Trinh thì đi với ông này nhá. Ra đi. Bạn này khỏe nhất thì Trinh thì sang bên này. Sang bên kia. Trinh sang này luôn. Đây. Đâu? Một người ở bên này, một người bên kia. Không phải là một đôi là đi theo nhau hết. Một đôi mình ở bên này. Ta cái tao ạ. Cái tủ nhau cho là. Cho bọn này sang bên này. Hải là con được không đấy Hải? 1, 2, 3. 4 bên kia kính này. Ôi. Bây giờ nhá, còn thiếu ai nữa nhỉ? Đâu, bên này là bên này mới có đấy. 1, 2, 3, 4 người. 5. Ui. Bên này mới có 5 người thôi. Đâu, bên này có 5 người. Từ từ. Chiến có vẻ hung hăng quá nhỉ? Yến chiến ở bên này. Sam ở bên này nhá. Thuận vào đây. Thuận là nắm vào đây. Thuận với Chiến là mỗi người một bên. Thuận ở bên kia. Bên này có vẻ đang rất hăng đấy, chuẩn bị tinh thần rồi. Ôi nhờ bên này sao có ba bạn nhỏ này. Đây, anh này với ông Sử à. Ông Sử, ông Sử sang bên kia đi. Cả nhóm đó, cả nhóm đó. Đâu, sang bên này thì có. Bây giờ thì anh chị Quyền Hiển đang hướng dẫn, đang tổ chức cái trò chơi cho các em. Rồi một tí nữa sẽ vào đến phần phá cố sâu cô bác ạ. Đấy, bạn này là bạn cameraman của anh Quyền Hiển này. To con rất là khỏe cô bác. Ai qua cái chỗ này là thua nhá. Không, đây cái này kẻ đi tí mất bóng. Đúng rồi, kẻ à. Không, tí lại mất coi 50.000 của em đấy. Ôi, bên này đâu đông các bạn nhỏ quá. Chiến với cả Viện đi ra đi. Chiến đi ra nhá. Chiến đi kia. Chiến đi ra, chiến đi ra. Chiến ơi, mình làm trọng tài thôi. Đi kéo. Kéo. Các chú kéo đi sao? Chiến cổ vũ nhá. Chiến là cổ vũ này. Thế này em đứng trước nhá. Em đứng ở đây này. Đúng rồi. Cho chiến ra, cho chiến ra. Từ từ nhá. Bây giờ là thế này nhá, ai mà thắng thì sẽ được đội nào thắng được 50.000. Không, 50.000 hơi ít. Thế cho 100.000 nữa. Chắc là thắng được. Cái này cái con chơi trong nhà hả? Ôi nhưng mà anh Chiến thì không được chơi khóc rồi cô bác này. Đấy, một tí nữa mình chơi trò sau Chiến ạ. Chiến vào đây chơi nữa. 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 Ôi đừng cho Chiến kéo tí đạp vào. Chiến vào đây kéo với ông nào. Chiến ở đây. Chiến đây. Đứng ở đâu? Đứng trước mặt ông này. Đâu rồi. Cầm đi không được không? Cầm đi. Đàn ông ai thì không được cái gì. Mạnh nhá. Mình phải mạnh. Hai bây giờ là chuẩn bị một tinh thần thép để chơi cái trò này cô bác. Trò này thì chơi thì phải dùng sức khỏe với lại cái tinh thần mà đồng đội với nhau nữa thì mới kết hợp để mà thắng được. Quy xuống nha, đừng có kéo người nữa nha. 2-3 giật, 2-3 giật nha. Nghe theo, đây là nghe theo Giang bên này, nghe theo A Hầu nhá. 2-3 thì giật nó phát, thì nó phát xong cũng đẩy. Được chưa? 1-2-3 Ôi, khỏe lên Sử ơi. Ôi, thua rồi. Thôi rồi. Mình được 100.000 rồi. Dây vẫn bên này. Sử đi đã thua một lần đấy nhá. Cố lên nhá.
Lấy đàn. Khớp xuống. Kéo co ra phải khớp xuống. Ôi khả năng bên này hơi yếu thôi. Em sang bên này nhá. Bên này không? Bên này yếu quá em sang bên này. Này xuống đây, nghe theo anh nhá, 1, 2, 3 nhá. Hấp xuống nhá. Chưa. Em nhỏ, cầm tay cũng cầm. Bên kia thì toàn là các bạn nhỏ là nhiều, còn bên này thì có nhiều hơn. Cố lên. Ngày hôm nay thì cũng có được bác từ bên bác Hà ra là cùng chơi với mấy anh em ở trong làm canh thiện nguyện vùng cao các bác. Con một vòng nữa đúng không? Phải nói là được nhìn thấy những khuôn mặt mà những hoàn cảnh nào cười của bác cảm thấy là cũng vui theo các em luôn. Trước kia thì hầu như là hoàn cảnh nào mà cháu Lực cùng với các anh Kỵ Quyền Yến đi, bạn Trình đi thì đều trên mình mang trên mình một cái vẻ mặt rất là buồn. Chiến ra mỗi lúc đi một đội đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bên kia là 11 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên này có 7 người đó. Thế là bơm sau này. Bơm sau này nó vừa. À bơm sửa chua. Từ sau này. Đấy. Rồi. Hầu như là không đồng đều về đội hình mấy cô bác. Đấy, có những bạn nhỏ để chạy đi theo sở thích của mình thôi. 1, 2, 3. Ôi ôi, bên kia có vẻ khỏe hơn đấy. Cố lên, giáng lập xuống giáng ơi. Ôi thua rồi. Đây là cái phần thưởng mà đội thắng là được này cô bác. Chính ra là già nhưng mà vẫn chưa. Người hơi bị già nhưng mà sức khỏe hơi bị tốt. Bây giờ thì người ban tổ chức sẽ trao giải cho đội thắng. Con em không có tiền để ban tổ chức cho 200 được. Đấy sẽ là 100 cho đội thắng nha. Ờ, thế thì đội mình xin phép đội bên kia mình nhận tiền nhá. Bắt tay. Ô, nhạc quên bắt tay được chưa? Cho túi được chưa? Tiền là sáng quá. Bắt tay thế nhỉ? Bây giờ cho mấy bạn nhỏ nhỏ kéo thôi. Kéo nhỉ? Bây giờ cái này là lấy mấy đây? Nhảy đây. Không, bây giờ chơi mèo đuổi chuột đi. Đúng rồi, bây giờ là chơi mèo. Không, mình bắt dê cơ. Dê cũng được. Cầm tay nhau xong rồi nhảy dây này. Cái này khó lắm. Chị ơi. Con này chiến này chiến nha. Ôi, xử đi sao đấy? Thắng không? Thắng hay là thua? Thắng thua à? Ôi. Đấy. Hãy đi ra kia nhảy dây cùng đi. Hải. Vào đi nhảy đi. Ôi. Con nào thay đi. Ôi ôi. Đấy, đến lượt ao rồi.
hay là ao? Ao vào thay đi. Ao thay đi. Ao thay đi. Ao trên bần nhỉ. Ao người đâu đây mà ao nhá. Ao thua là phải thay nhá. Thua là phải thay nhá. Ơi. Cô nhá, quay quạt đều đấy. Thấy cô ra thì cô nhảy cho nó. Nào. Nào. Ao lại nhá. Năm nay nào. Rồi, nhảy thế mất sức lắm Giang ơi. Rồi. Ông cô ra ai rồi? Chiến đi nha. Chiến. Anh nào quay cao lên, thấp quá. Quay cao đấy. Ấy cái gì đây? Chiến vào giỏi phết nhỉ. Anh Hào đi xa xa đi anh Hào, cho nó căng cái dây đi. Này, ra bên này. Ra bên này đi. Ra bên này vào bên đấy. Sao mà nhảy nhá? Anh nhảy đi cả. Được chưa? À bên này đi vào đó. Diễn nào đi đi. Đấy. Ôi giời. Ôi xa xa mà đi cái dây ấy. Đau phết rồi. Đấy, anh nhìn cô nhảy rất là điềm tính này. Ôi mấy anh em vào đi. Vào đi, vào đi. Vào vào đi. Mệt lắm. Mệt thật. Ôi mà này có đập mắt không? Không mắt đâu. Mệt lắm. Ta sợ. Say say luôn rồi. Quậy phá nhất luôn. Đây cả em trai nữa là đấy, cộng cộng cái này nhảy bao nhiêu người? Đây đủ đánh nhau lắm rồi. Ôi giời, ôi giời. Cái này là khi nhảy cao ấy. Sao em giá cua là nhảy dây đấy hả? Kiểu giá cua. Trời ơi. Ra hôm nay không sang bên này giá cua là đọc khách cua. Mấy cái mà thở hết lượng ta. Em ơi, em mà ông mong đẹp lên. Nhảy dây với anh không? Nào đi. Nào Sứ Hải vào đi, Quân vào đi. Ô đâu các bạn nhỏ này. Đi vào nhảy đi. Vào đi, bây giờ dây nó dài rồi. Đấy. Vào đi Sứ. Nào các bạn nhỏ này nữa, vào đi. Ôi. Ờ thì đến là trò thứ 3 rồi cô bác. Trò này sẽ là bịt mắt bắt dê này. Đấy cho nó rộng ra, rộng ra. Rộng ra. Bây giờ bắt được ai thì người đấy là bị thay rồi. Ôi. Bây giờ là một vòng tròn cứ di chuyển. Không phải. Nhưng mà ai bắt được? Không có cảnh chơi trò thế đâu. Bây giờ là có cái nào nếu mà cho vào hẹp hơn một tí xong là cho 4-5 người vào trong này này. Bắt được ai đấy? Không thể là làm như này. À đúng rồi. Có cái nào để chơi nó phải có 3-4 người. Đúng rồi. Xong bắt được ai thì đến thay người đấy. Chế có biết luật không? Biết luật chưa? Chế chưa có. Đây hiểu rồi. Cái gì thôi? Vòng bé bé. Không nó phải to hơn chứ bởi vì 5 người à 3-4 người. Đây cho 3-4 người khác vào đây. Đấy, cho mấy người ở trong này đó. Có được cái con này. Cái con ở trong. Đây trong viện. Tốt lên, tốt vào đây. Đây, bây giờ người lớn làm con mèo nha. Đây bây giờ anh chuột bé rồi. Bây anh thì đứng ở xung quanh hết đi. Rào đi, rào đi. Rào đi. Chào các bạn. Rào đi. Xong là di chuyển theo kiểu vòng tròn này. Đi trên này đúng không? Đây 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 đây, đúng rồi, di chuyển theo vòng tròn ông tí bắt được ai thì người đấy.
Bây giờ bắt được ai thì người đấy thay. Nhưng mà có lấy thêm một cái nữa không anh ơi? Hả? Lấy thêm một cái nữa không? Để hai bạn bắt đầu. Để hai bạn bắt cho nhá. Thôi hai bạn bắt thì. Đi vào. Đi vào trong, quay lại. Bắt chúng cô rồi, chúng bác rồi. Đây này. Bắt vào trong này các bạn. Rồi, chơi đi. Cầm tay vào đừng cho chắc khỏe. Đứng tay đi. Đằng sau. Thấy kéo vô tay ở đâu là bắt đấy. Đây không phải, quay lại đây, đằng sau. Lấy vô đi. Tay vô. Tay phải thương ngay như này này, mới tìm thấy. Được chưa? Khô khô tay con này. Bắt đi. Vô đi. Bắt luôn. Sao ấy? Ôi. Bây giờ cho các cháu làm con chuột con thì không là để ông già để ông làm mèo bé. Bây giờ làm tay nào. Làm to nhá. Tay dài thế này thì mèo bé thôi, chuột bé thôi. Cái gì làm sống hay chết đấy, nếu mà chết thì không được chạy ấy. Để bác này làm vòng to ra. Đây. Hai em cứ làm mà. Không cho hầu nhìn thấy đâu nhá. Ăn gian nó được cơm rồi. Ăn gian nhiều lắm ấy. Ôi, con này nối vào. Dưới này thì anh Quyền đang tổ chức trò chơi cho tất cả các em. Còn lên trên này thì một số bạn cộng với lại các bác thì cũng đã chuẩn bị xong những cái đồ mà mấy anh em mang nướng rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cũng được các bác là từ bên Lào Cai ra là cùng chơi với các cháu. Ôi bạn nhỏ này không đi thôi ấy chơi kìa. Hả? Anh Phong không đi à? Anh phải đi chơi trò kia mới vui. À, ngan gà vịt thì mọi cái cũng đã nướng xong rồi. Bây giờ thì sẽ đợi là các em chơi một số trò chơi nữa để các em được vui. Rồi sẽ tiến hành vào phá cố thôi các bác nhé.
Với Sử đang chơi cái trò mà đu quay này các bác này. Cái này thì không có nguy hiểm gì đâu các bác nhá. Các bác có thể nhìn qua cái video thì nó sẽ hơi nguy hiểm tí. Cái này thì sẽ ngồi được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 người. Cô bác ạ, nếu mà làm có một cột thì đã bị hỏng thôi. Em sẽ đi chơi cùng mấy bạn rồi. Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ là phần ăn cố cô bác. Nào đi vào xuống bên kia ngồi đi. Đi xuống bên kia ngồi đi. Một tí nữa ăn mặc xong thì sẽ tổ chức cho các cháu là ăn ngọt cô bác ạ. Hôm nay thì có cả bánh trung thu trước luôn này. Cô cho cháu mượn đi ba lô xem hả? Chiến ơi ngồi đây với mẹ đi con. Em bảo con ăn hoa quả. Vâng, em lấy cho mọi người mà. Ba mâm thì có vẻ là hơi chật tí cô bác ạ. Cho nên là mấy anh em sẽ phải san ra thêm một mâm nữa. Anh ngồi hết vào xem nào. Chỉ phải ngồi đi. Thấy hai anh em ngồi gần nhau này luôn này. Để cho anh một chỗ nhá. Anh sẽ ngồi được hai chỗ. Bây giờ ngồi đầy đủ chưa? Lấy cái này ra kia một chỗ nhá. Nào, tất cả các bạn trật tự để cô Chiêm nói vài câu xong là sẽ bắt đầu khai cỗ nhá. Cô trưởng đoàn thôi, cô Chiêm tiếp. Cô trưởng đoàn. Trưởng đoàn thì các bạn nhỉ?
Em có sang bên Hà Giang tổ chức cho các cháu đi chơi và đi nướng gà ở trên suối Thầu để các bé để em mang cái kim các bé đi học. Các bé với lại các anh ở bên đây ăn nhá. Cô ơi, hay là cho ăn bánh trung thu trước đi nhỉ? Không tí đợi trẻ con nó không ăn đấy. Lại không ăn. Ngày hôm nay là con ăn cái này xong lấy xong mà. Hôm nay sinh nhật cô hả? Tạm ra rồi. Cả nhà mới xong biết rồi. Tí nữa là sẽ mời chúc mừng sinh nhật cô bằng cách như nào nhỉ? Mời bia. Mấy người bật lon nhé. Thế là hôm nay cô phải không say không về nhé cô nhá. Không say là phải ngủ Hà Giang một tối nữa. Nào bây giờ các bạn bắt nhịp, em Giang bắt nhịp và cảm ơn cô một câu đi. Cảm ơn Trung nha, vui. Cô được ạ. Cảm ơn cô. Mẹ là 1, 2, 3 là chúng con cảm ơn cô nhá. Cảm ơn mày nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Cảm ơn mày nghe rõ chưa? Nào, 1, 2, 3. Chúng con cảm ơn cô. Cảm ơn là để tiết mục hay hơn nữa thì chắc là phải hát một bài tặng cô nữa. Bây giờ hát này anh Quyền hát này, anh Quyền là người hát hay nhất trong cả. Tất cả cùng nhau hát. Nào Hải sử vỗ tay đi. Vỗ tay hết đi. Happy birthday to you. Sinh nhật cô. Cô là đông con nhất Việt Nam luôn ấy. Thì mấy con ấy. Này còn bây giờ thì chắc chắn mình cũng xin phép là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác, cùng các cô là để phá cố đó cô bác. Xin hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Trong thời gian qua thì cho Dấu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, một lời cảm ơn tận trong đáy lòng.